10 cái điều quan trọng trong giao tiếp. Một trong những kỹ năng nó cực kỳ quan trọng đó là giao tiếp. Nếu mà chúng ta thất bại trong giao tiếp thì đồng nghĩa chúng ta cũng thất bại trong cái công việc làm ăn, trong cái công việc bán hàng luôn. Trong suốt cái hành trình kinh doanh, chúng ta luôn vướng một cái thứ đó là kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng giao tiếp ngoài cái việc nói hay thì có hàng loạt những cái điều khác nữa mà tối hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn. Khi mà chúng ta đi xin việc thì cái hồ sơ xin việc, cái bản mô tả công việc đó là cũng là kỹ năng giao tiếp. Còn khi mà bạn làm giám đốc của một doanh nghiệp thì cái nem cạc mà bạn cầm trên tay nó cũng là một cái kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng giao tiếp nó ảnh hưởng mọi thứ trong cái đời sống của chúng ta. Khi mà mình hiểu rõ hơn về cái nguyên tắc giao tiếp thì tự nhiên chúng ta điều chỉnh và chúng ta làm việc tương tác với mọi người nó dễ dàng hơn. Cái số 1 đầu tiên trong kỹ năng giao tiếp đó là cái khả năng chúng ta trò chuyện với nhau. Đây là cái hình thức nó cơ bản nhất. Ví dụ là hai người ngồi nói chuyện với nhau, chúng ta nói chuyện một cách rất là diễn cảm, cuốn hút, rất là hài hước, hoặc là chúng ta nói chuyện một cách rất là sâu lắng. Toàn bộ khả năng mà chúng ta trò chuyện một với hai người, với 5 người thì đó cũng là cái kỹ năng giao tiếp rồi. Giống như mình cũng đang trò chuyện với các bạn này. Trên mạng xã hội cũng lại là một cái trong những cái module người ta gọi là giao tiếp trên mạng xã hội đó. Trò chuyện là cửa ngõ mà chúng ta kết nối với thế giới. Rất là nhiều gia đình bị vướng trong cái kỹ năng giao tiếp giữa ba mẹ và con cái với nhau. Người bố không trò chuyện được với con, hai bố con gần như là không nói chuyện với nhau, và mỗi lần nói chuyện với nhau là chúng ta nói một cái ngôn từ nó rất là mạnh mẽ, gọi là chửi nhau. Cái đó cũng gọi là kỹ năng giao tiếp mà giao tiếp nó thô bạo á. Thì khi mà chúng ta nói chuyện không diễn cảm á, thì chắc chắn rằng là người đối diện với chúng ta họ không thích ta. Và cái kỹ năng trò chuyện này á, nó bắt đầu từ trong gia đình. Bạn nói chuyện với vợ mình được, bạn nói chuyện với con mình được, bạn nói chuyện với ba mẹ được. Rồi bắt đầu từ đó bạn mới dùng cái này nè, bạn đi giao tiếp ra phía bên ngoài với bạn bè của mình, những người cùng chung lớp, đồng nghiệp với mình. Chúng ta phải có khả năng trò chuyện và tâm tình được với nhau. Cái thứ hai là ngôn ngữ hình thể. Khi các bạn giao tiếp, ví dụ như là mình ngồi mình nói chuyện với bạn này, mình cứ ngồi cứng ngắc như vậy, mình ngồi rù rù như vậy, mình mới nói là kỹ năng giao tiếp là quan trọng. Mình ngồi rù rù, mình ngồi theo cái hình thể, cái dạng mà người ta gọi là ủ rũ, cái body, trạng thái của người không có thành công. Thì cái body á, cái hình thể nó cũng rất là ảnh hưởng tới cái kỹ năng giao tiếp của chúng ta. Chúng ta luôn ở một cái trạng thái bạn có hiên ngang một người thành công á. Khi mà bạn đứng nè, bạn nói nè, hoặc là bạn ngồi với một trạng thái ngang thì tự nhiên cái khả năng giao tiếp của bạn nó tự tin ra. Bạn nói những cái ngôn từ nó cũng đầy năng lượng luôn, và tự nhiên cái con người bạn nó vô cùng tích cực. Và các bạn thấy hồi nãy giờ mình ngồi mình nói là mình dùng cái ngôn ngữ hình thể của mình nhiều, một cái trạng thái hình thể. Khi chúng ta đi bán hàng hoặc là khi chúng ta đi gặp đối tác thì chúng ta cũng phải rất là chú ý cái ngôn ngữ hình thể của chúng ta. Thứ nhất là cái body ở bên ngoài của chúng ta. Cái tiếp theo là cái trang phục bên ngoài của chúng ta. Thường thường là bước đầu tiên người ta giao tiếp bằng mắt trước. Cái ngôn ngữ hình thể nó thể hiện bạn đang giao tiếp với người khác ở một trạng thái tích cực hay không, bạn có trân trọng người khác, yêu quý người khác hay không. Đặc biệt là các chị em phụ nữ họ đi ra ngoài á, là các bạn thấy họ chuẩn bị về phong cách con người họ rất là nhiều. Thứ nhất là họ tôn trọng họ, cái thứ hai á, là họ tôn trọng của người đối tác. Nên các bạn thấy là thường thường phụ nữ họ kỹ cái đó hơn. Còn mấy anh em mình á, thì hơi không có cẩn thận cái điều này. Và dĩ nhiên là trong giao tiếp làm ăn á, là chúng ta phải rất là chú ý cái ngôn ngữ hình thể, cái body, cách đứng, cái sắc mặt, cái trang phục bên ngoài của chúng ta. Và khi chúng ta nói chuyện tự tin lên thì tự nhiên là cái con người chúng ta nó sẽ khác biệt ngay. Cái thứ ba trong kỹ năng giao tiếp đó là viết. Ngày hôm nay chúng ta sử dụng viết vô cùng nhiều. Hồi xưa là chúng ta viết thư từ với nhau, sau đó chúng ta viết email cho nhau. Và ngày hôm nay là các bạn chat trên mạng xã hội cũng là khả năng giao tiếp qua viết. Ngày hôm nay chúng ta inbox qua Zalo, qua Facebook, nó là cái ngôn từ mà nó ảnh hưởng tới cái khả năng người ta đánh giá của các bạn. Vậy thì một trong những kỹ năng viết là chúng ta phải viết ngôn từ rất là chuẩn. Chúng ta hay viết tắt nè, hoặc là chúng ta viết không dấu nè. Phần lớn là người ta đánh giá bạn không ok, hoặc là hạn chế sai lỗi chính tả. Dĩ nhiên ở đây chúng ta không phải là nhà văn, không phải là chúng ta phải viết vô cùng hay. Chúng ta viết đơn giản, ngắn gọn, xúc tích. Chúng ta viết cho người lớn thì chúng ta phải có sự trân trọng. Mình ví dụ trong cái lớp vừa rồi thôi, có một bạn comment hỏi mình chuyện gì xảy ra khi mình comment với bạn mình có dấu, còn bạn comment mình lại bạn không dấu. Thì đó là cũng là nó liên quan tới cái kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng giao tiếp nó phạm vi nó rộng mà nó vô cùng rộng. Trong một cái lớp vừa rồi á, thì bạn đó bạn hỏi mình, nhưng mà bạn đó là hai thầy Thì cái chữ thầy là cái chữ mà bạn không giấu và viết thường. Thầy Nguyễn Thái Duy, cả cái chữ Nguyễn Thái Duy cũng không giấu và viết thường luôn. Thì cái điều đó nó thể hiện là gì? Người ta không có thiện cảm với mình là một người thầy đứng trong lớp, thì mình chia sẻ bạn đó một cách rất là vô tư thôi. Mình không nói gì hết, mình cũng không có giận của bạn gì hết. Khi chúng ta gửi một cái email nó trang trọng, khi chúng ta comment trang trọng, thì vô hình chung chúng ta tôn trọng mình và người khác nữa. Còn nếu chúng ta viết đầy lỗi, chúng ta gửi một cái email, chúng ta comment đầy lỗi, thì cái đó cũng có nghĩa là chúng ta không tôn trọng người khác, thì người khác họ cũng sẽ không có tôn trọng mình. Đó là cái kỹ năng viết mà ngày hôm nay thì các bạn thấy viết mọi lúc mọi nơi, chỗ nào cũng viết hết. Email, viết thư với nhau, inbox với nhau. Cái thứ tư là kỹ năng trình bày. Đặc biệt là các bạn nào mà làm bên bán hàng, làm bên marketing, thì cái kỹ năng trình bày của bạn, trình bày ở đây là thứ nhất là các bạn phải có cái kỹ năng soạn ra được cái slide, đúng không? Rồi xong các bạn đứng, các bạn nói với mọi người làm sao có đầu có đuôi, trước sau để người ta hiểu. Chúng ta phải có cái kỹ năng trình bày trước ông sếp nè, trước khách hàng nè, trước một cái nhóm nè. Chúng ta cần phải có kỹ năng làm cho mọi thứ nó trôi chảy và người nghe họ cảm giác họ rất là thu hút. Thì thứ năm, kỹ năng thuyết phục tuyệt vời. Thuyết phục là một cái kỹ năng gì? Nếu bạn muốn người khác làm một cái gì đó cho bạn thì bạn phải có một trong những kỹ năng, đó là thuyết phục. Hồi nãy giờ các bạn có một cái góc nhìn về giao tiếp chưa? Giao tiếp không đơn thuần là nói với nhau, mà nó là rất nhiều kỹ năng nhỏ ở phía sau đó, các bạn thấy không? Đôi khi á, mình đứng những cái lớp, mình liên tục mình gặp những bạn cứ tới nói như vậy nè: em muốn ra khởi nghiệp mà vợ em nó không có ủng hộ, ba mẹ em không có đồng ý. Thì đâu đó nó liên quan tới kỹ năng thuyết phục hết. Tức là các bạn nói chuyện cái gì đó mà cái người nhà bạn á, bạn không có thuyết phục được. Nếu mà bạn không thuyết phục được người nhà thì làm sao thuyết phục được khách hàng? Thay vì chúng ta rên rỉ, than thở tại sao những cái người nhà của mình họ cản trở mình, thì chúng ta phải cảm ơn họ vì họ đang luyện cho chúng ta một cái khả năng thuyết phục. Ví dụ như cái lớp tuần rồi là cái lớp làm chủ doanh nghiệp khóa 199. Có một bạn đi học ngày đầu tiên, mình có hỏi bạn là bạn đi học vợ có ủng hộ không? Bạn mới nói em đi học vợ không có ủng hộ. Ồ, mình cứ oh my god, oh my god, wow. Vậy thì ngày hôm nay bạn đi học thì vợ có biết không? Bạn nói không, vợ không có biết. Thú vị chưa? Rồi mình lại hỏi tiếp, vậy thì tối nay về em sẽ làm sao? Tối nay về giấu vợ. Mình nói no, không có giấu. Tối nay về là tâm sự với vợ, phải thuyết phục vợ cho bằng được là anh đi khởi nghiệp. Và mình hỏi là lý do vì sao em giấu vợ, bạn mới nói là lần trước em ra khởi nghiệp một lần rồi nhưng bị thất bại, bị té, nên là bây giờ vợ không có ủng hộ. Mình nói no, tối nay về em phải gặp vợ và em phải nói chuyện với vợ, em phải trình bày những cái gì cả một hôm là ngày hôm nay em học được để em thuyết phục với vợ. Và tuyệt vời các bạn, sáng hôm sau khi vào lớp mình hỏi bạn ngay sao rồi, mới qua về thuyết phục rồi chưa, và mặt bạn cười tươi như hoa và cả lớp đều chứng kiến mà, là bạn nói là em thuyết phục được vợ rồi và vợ ủng hộ em. Sáng nay vợ nói là anh đi học đi, tuyệt vời không ạ? Vậy thì mình nói là em thuyết phục bằng cách nào? Em nói là em sử dụng cái kiến thức hôm qua em học, em mới nói với bạn rằng hành trình đi làm nhân viên là bước đầu tiên chúng ta phải làm nhân viên tập sự, bước thứ hai á là chúng ta phải làm nhân viên chính thức, rồi nếu chúng ta làm tốt nữa là chúng ta tới ôm trưởng, chúng ta nỗ lực rèn luyện nữa thì tới trưởng phòng, và nếu mà chúng ta cố gắng nỗ lực nữa là chúng ta tới bộ phận giám đốc ngành, rồi tốt nữa thì chúng ta làm tới CEO. Làm nhân viên từ cái cấp 1 cho tới lên cái cấp 2 vậy nè, chúng ta phải nỗ lực, chúng ta phải học hành, nhưng mà cuối cùng số phận của chúng ta vẫn là số phận của người nhân viên thôi. Cái điều đó là bạn đã tiếp thu trong một ngày rồi. Rồi bạn nói là hành trình làm chủ này, chúng ta bước ra là chúng ta tự làm chủ. Tuy nhiên nếu mà mình làm tốt thì sau đó mình tiến lên một cái bước thứ hai là làm chủ quản lý, rồi xong tới làm chủ lãnh đạo, rồi xong tới làm chủ quản trị, rồi tới xong tới làm chủ mua bán và sát nhập, rồi xong chúng ta thành một cái người doanh nhân lớn. Và bạn nói đó là cái sự lựa chọn. Đi làm công mà để thành công chúng ta cũng phải nỗ lực, và làm chủ thành công chúng ta cũng phải nỗ lực. Làm chủ thành công phải học hành rất là nhiều, làm công chúng ta cũng phải học hành rất là nhiều, tất cả đều nỗ lực hết. Vậy thì tại sao chúng ta không chọn làm chủ để chúng ta nỗ lực luôn? Và khi bạn thuyết phục vợ thì vợ ủng hộ chồng ngay. Bao nhiêu bạn ở đây cảm nhận ra rằng nếu chúng ta chưa nói chuyện được với người khác thì rõ ràng chúng ta đang bị vướng cái kỹ năng thuyết phục ạ. Một trong những lý do nó làm cho cuộc sống chúng ta nó không thực sự chất lượng, đôi khi chúng ta hơn thua nhiều hơn là thuyết phục. Kỹ thuật số 6, kỹ năng giảng hòa. Khi có một cái vấn đề xảy ra, thường thường là chúng ta rớt vào những cái trường hợp là tranh chấp, mâu thuẫn với người này, với người kia, với người nọ. Nhưng sau một hồi tranh chấp, mâu thuẫn, tranh luận đó, ok, trong nội bộ hoặc là ra ngoài á, rồi chúng ta lắng nghe và chúng ta tự nhiên chúng ta hiểu ra, và chúng ta phải có khả năng là đến làm hòa, giảng hòa lại. Hoặc là chúng ta phải có khả năng gì giúp cho hai người bạn của mình giảng hòa lại với nhau. Hai người mâu thuẫn với nhau, họ luôn đấu tranh với nhau, họ liên tục họ làm những cái việc mà đúng ra là chúng ta không có nên làm. Tuy nhiên nếu mà giảng hòa lại với nhau là các bạn thấy rất là tuyệt vời. Bạn nào mà có khả năng giảng hòa tốt, tự nhiên là bạn làm chủ sĩ rất là tốt của nhau. Bạn giúp cho mỗi bên họ hiểu ra, họ vỡ ra vấn đề của họ. Bạn giúp cho hai bên tìm kiếm cái điều hợp lý và ngồi lại với nhau. Bạn giúp cho người ta nhiều lắm nếu mà bạn có kỹ năng giảng hòa này. Giảng hòa là khả năng bạn phân tích, tìm điểm chung của hai bên, giúp cho mọi người bỏ qua những cái khác biệt đi. Cái số 7 đó là kỹ năng tranh luận. Thường thường mà các bạn đi làm công ty, các bạn đi làm đội nhóm thì luôn luôn có những cái chủ đề mà chúng ta phải làm việc với nhau. Và anh làm việc với nhau thì chúng ta tranh luận. Nhưng mà nhiều người họ không có kỹ năng thì họ trở thành cãi lộn. Người ta chỉ tranh luận mà chúng ta cứ giỏi cãi với người khác không. Mà tại vì bày tỏ chính kiến của chúng ta theo cái cách tranh luận, một cách rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, thuyết phục, thì tự nhiên hai bên học nhau rất là nhiều. Và tự nhiên chúng ta dẹp đi cái chuyện thắng thua. Nhưng mà phần lớn ở đây kỹ năng tranh luận là kỹ năng chúng ta làm rõ mọi vấn đề ra. Chúng ta không có liên quan tới cái sự thắng thua. Khi mà chúng ta tranh luận tốt chúng ta không có thắng thua ở trong này, mà chủ yếu chúng ta đi tới cùng vấn đề để chúng ta đúc kết ra được cái công thức, để chúng ta học được nhiều cái hay hơn nhiều. Hơn là chúng ta ngồi chúng ta tranh cãi, chúng ta cãi lộn với nhau, nó không hay ho gì hết. Kỹ năng thứ 8 là kỹ năng dẫn dắt. Kỹ năng dẫn dắt bản chất là nó giúp cho chúng ta tự tin hơn, làm việc với đội nhóm tốt hơn. Và kỹ năng dẫn dắt nó làm cho cái hình ảnh của bạn giống như một cái người lãnh đạo, một người đội trưởng của nhóm vậy đó. Bạn sẵn sàng đứng ra, bạn lãnh trách nhiệm, bạn mạnh mẽ hơn, thì nó giúp cho bạn càng ngày càng trở nên một người lãnh đạo tuyệt vời hơn. Khi mà bạn sẵn sàng dẫn dắt một đội nhóm nó như vậy vào trung phải luyện được cái kỹ năng để bạn giao tiếp chung với đội nhóm, bạn truyền cảm hứng cho đội nhóm, thì tự nhiên bạn cũng tự tin ra, làm gương ra. Và thế là bắt đầu bạn mới khát khao bổ sung những cái kỹ năng còn thiếu trong cái con người của mình. Từ ngày mà bạn dám đứng ra, bạn dẫn dắt một cái gì đó, thì rõ ràng là cái giây phút đó cũng là cái giây phút bắt đầu bạn thay đổi. Thay đổi trong cách giao tiếp, trong cách nói chuyện, thay đổi trong cái cách sống luôn, cách ăn nói, cái cách làm việc luôn. Đôi khi chúng ta không sẵn sàng dẫn dắt, và đó là cũng là một cái cách mà làm cho bạn bỏ qua những cái việc khác. Cái thứ 9 là chúng ta phải có cái kỹ năng giao tiếp đa kênh. Không phải là gặp nhau mới nói chuyện được, không phải là một một mới nói chuyện được, mà chúng ta phải có khả năng giao tiếp đa kênh. Giao tiếp một một cũng ok nè, giao tiếp nhiều người cũng ok nè, khả năng giao tiếp trên livestream nè, trên Facebook ok nè, trước đám đông ok nè. Các bạn hình dung ra cái chữ giao tiếp đa kênh kìa. Ý ở đây là các bạn phải thành thạo sử dụng đa kênh. Chúng ta đừng cứ cầm cái smartphone trên tay, mà cái kỹ năng giao tiếp đa kênh chúng ta nó quá yếu. Ai đó liên hệ với chúng ta thì chúng ta không thèm comment, các bạn thấy không ạ? Các bạn thấy đó rất là nhiều người đúng không? Khi họ thích một cái gì đó, bạn bè comment quá trời, họ không thèm trả lời lại, thậm chí họ không thèm like lại luôn. Thì chúng ta bị vướng kỹ năng giao tiếp trên mạng xã hội rồi. Người ta comment mình thì ít gì mình cũng phải comment lại. Còn nếu mà mình không comment lại thì mình cũng like lại người ta trên cái comment đó. Nhưng mà các bạn không làm cái gì hết, các bạn để im đó, các bạn nói. Giống như đi đường gặp nhau nó như vậy nè. Các bạn chào mình rồi mình im lặng, mình không nói gì hết. Các bạn chào mình thì mình phải chào lại. Ít gì không nói được nhau thì cũng quát tay chào 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 lại như vậy. Thì trên mạng xã hội nó cũng y như vậy thôi. Người ta comment mình thì mình cũng phải trả lời lại một câu gì chứ. Và đó là cái sự thiếu tôn trọng người khác. Số 10 là kỹ năng lắng nghe. Lắng nghe một cách rất là tích cực, chứ không phải là trong lúc lắng nghe là nghĩ cái câu để mình trả lời lại thôi. Những người mà họ hay nói nhiều là trong lúc lắng nghe thực sự là họ không có nghe, mà họ muốn tìm cách để suy nghĩ câu trả lời để nói lại người khác. ở đây là chúng ta phải lắng nghe một cách rất là tích cực, phải luôn luôn thấu cảm cái người bên cạnh của mình. Mình lắng nghe, rồi khi người ta nói là mình phải đúng rồi, tôi thích chỗ này, tôi hiểu rồi. Khi mà mình liên tục mình làm như vậy á, là người khác họ rất là thích nói và họ thấy mình chú tâm lắng nghe. Và khi bạn làm như vậy á, thì đúng là bạn cũng cố lắng nghe người khác thật. Nếu mà hồi nãy giờ các bạn lắng nghe mình chia sẻ thì chắc chắn các bạn học được rất là nhiều điều hay, tại vì các bạn lắng nghe một cách rất là tích cực và các bạn thấy kỹ năng lắng nghe người ta luôn yêu quý và người ta luôn thích. Lắng nghe vợ nè, lắng nghe chồng nè, đặc biệt là lắng nghe con. Phần lớn là bố mẹ chúng ta không chịu lắng nghe con. Mình thì mình rất là tự hào, mình luôn nói chuyện với Bambi của mình và mình luôn lắng nghe bé nói, và mình luôn tham gia vào cái câu chuyện của bé để diễn giải những cái điều bé nói. Nói chuyện với con là một nghệ thuật, và bảo đảm luôn, bạn mà bạn nói chuyện với con để con nó trình bày thoải mái với bạn thì xu luôn về lâu và dài cái khả năng giao tiếp và nói chuyện bạn nó hay hơn. Thực sự là con chúng ta nó dạy cho chúng ta đó. Các bạn thấy điều này cứ ngạc nhiên mà. Tạm biệt các bạn tại đây. Bye bye cả nhà.